Sau Hoàng Nhật Điện chào các bác. Bây giờ là buổi tối ngày 23 tháng 3 năm 2020. Em giới thiệu với các bác một cái chiếc máy lọc không khí hàng khủng long của hãng Saab các bác nhé. Cái này tại sao gọi là hàng khủng long? Vì nó là máy rất là to. Máy nó tận 84W ạ. Dùng cho các phòng cỡ lớn 6-70m2 ạ. Dùng phòng cỡ lớn các bác nhé. Các bác để phòng khách hay này các bác làm nhà chung cư. Đấy, các bác hút thông toàn bộ của cả nhà luôn. Đấy. Con này tình trạng thì vẫn còn rất là đẹp, không có nứt vỡ móc méo gì cả. Rất là đẹp các bác nhé. Đấy. Con này công suất của nó 84W đây các bạn, đời 2009 này. Đấy. Tình trạng còn tương đối là đẹp, mặt mũi chức năng đầy đủ. Đặc biệt con này em đã đổi sang điện 220V rồi nhé. Này đã đút đổi nguồn bên trong rồi. Nên là các bác cắm được luôn cái điện lưỡi của mình rất là tiện. Đây là các cái màng lọc bên trong này. Đấy, màng con này còn rất là đẹp các bác nhé. Máy to màng to này. Trong này than hoạt tính này. Đấy, con này than hoạt tính của nó rất là khủng luôn. Đấy. Các bác lưu ý là cái màng của cái Saab là cái lưới này nó hay bùng nhùng nhá, chứ không phải là nó bẩn hay cái gì đâu, mà cái dòng này nó hay thế. Chứ không phải là nó bẩn hay nó cũ gì đâu. Cái con này máy rất là đẹp. Đây, bình nước chứa nước các bác nhá. To. Châu lại mang tàu ẩm. Quá chặt. Mang tàu ẩm này còn tương đối là mới thôi nhá. Rất là mới này. Bác nào mua máy to để các bác xây con này thì không phải nghĩ gì rồi, giá rất là hợp lý. Trước em có một con công suất 84W này, con này đấy, con này em bán ngay rồi. Đây, con này hiển thị các chức năng đầy đủ mọi thứ. Đây. Giá là 3,5 triệu các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ nhé. Cảm ơn các bác.